Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Nhịp Sống Dân này. Và hôm nay thì trồng một số chanh dây, nhưng mà trước khi trồng thì đào hố chanh dây thì đào hố càn thôi, không trồng đào hố sâu, bởi vì mỗi lần bỏ phân, nếu mà bỏ trồng hố sâu lượng nước nó đổ vào gốc sẽ bị thối rễ. Đây là chanh đã giống giống Đài Loan, đã vào bịch, vào bầu. Sau khi vào 2-3 tuần thì đem đi trồng, và trồng xong thì để tránh tình trạng bị rễ cắm gốc thì chúng ta sẽ mua những cái hộp chảo, những cái hộp hộp để đựng đựng chảo này mình bọc đó, hai cái sao. Ta bọc lại khỏi cái tránh tình trạng sau một đêm trong bị dễ cắm, tránh thiệt hại về số lượng cây. Một cây nếu mà tỉnh Bình Quân cho một cây ra là 30 ngàn thì một đêm chủ dễ mà cắm vài cây thì thiệt hại biết bao nhiêu rồi. Chúng ta bọc lại vừa giữ được an toàn cho cái gốc cây dây. Và sau nếu khi vài ngày mà trời không mưa thì chúng ta phải tưới, bởi vì cây chanh dây cực kỳ nhanh héo, nó hụt nước rất nhanh nên cái lượng nước sẽ bị khô, nơi cái lượng đất thì sẽ bị héo đi. Đây là trồng xen kẽ giữa cái cà phê. Cái loại cà phê này bị nó trái nó nhỏ và dai nên giờ hiện tại chanh đang cao và sẽ ghép những cái gốc cà này. Thì mình trước tiên mình sẽ trồng chanh dây để ăn nhanh. Chanh dây thì khoảng tầm tầm 4 đến 6 tháng là có trái rồi, 4 tháng là có trái bỏi rồi, và sau thời gian 6 tháng đến 8 tháng thì cho trái đại trà. Trồng giữa hàng cà và tiêu này thì đi một lỗi và đi hai tầng, đi làm chia làm hai tầng thì sẽ cho một cái tầng dưới này và tầng trên cao. Tầng trên cao này thì là chia đi đều và không đi ngang, đi đi dọc, chỉ có đi một lỗi như thế này thôi, tránh tình trạng khó làm. Và cây tiêu này chặt gọn thì cũng phải vác thang đi nên rất khó khăn, nên chỉ trồng một lỗi giữa ca này thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong kênh Nhịp Sống Nông Dân. Với những video tiếp theo, quý vị cùng nhớ đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái video và đã ủng hộ đăng ký kênh. Xin mọi người cùng nhớ like và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.